Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ Bảy, ngày 17 tháng 4 có một số nội dung chính sau đây. Huyện Hạ Lang cần sớm đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống, tập trung phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, ưu tiên đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ nhân dân. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại hội nghị giao ban công tác quý 1 năm 2021 của huyện ủy Hạ Lang. Thời gian qua, các cấp các ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh. Là địa phương có nhiều dân tộc cùng sinh sống, Bảo Lạc bắt tay vào xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau nhiều năm thực hiện, đến nay diện mạo nông thôn ở xã Huy Giáp đã có nhiều khởi sắc. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Đó là kết quả của sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân. Huyện ủy Hạ Lang vừa giao ban công tác quý 1 triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa 16, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy. Trong quý 1, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 4,731 tỷ đồng, đạt 26,3% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 31 tháng 3 đạt 8,615 tỷ đồng, đạt 43,54% kế hoạch tỉnh giao. Tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ đã trồng được 7.800 cây lâm nghiệp và cây phân tán và gần 15.000 cây hoa trạng nguyên. Tiếp nhận và tặng 1.614 xuất quà, trị giá 796 triệu 600 nghìn đồng cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Các lực lượng biên phòng duy trì 27 chốt chặn kiểm soát, tiếp nhận 1.632 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc. Kết nạp 14 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức 54 đồng chí. Ủy ban kiểm tra huyện ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tổ chức kiểm tra 6 tổ chức đảng. Phương hướng nhiệm vụ trong quý 2, huyện ủy Hạ Lang tiếp tục chỉ đạo các chi đảng ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hạ Lang đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Trung Thảo cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh, trước mắt, huyện cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền và sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, chuẩn bị tốt công tác chuẩn bị bầu cử và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp phù hợp với điều kiện tự nhiên, ưu tiên đầu tư nâng cấp các hạng mục công trình phục vụ nhân dân. Ban Thường vụ huyện ủy Hòa An vừa có buổi làm việc với Đảng ủy hai xã Dân Chủ và Ngũ Lão về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2021. 3 tháng đầu năm, xã Dân Chủ gieo trồng 290 ha thuốc lá, 138 ha ngô, 65 ha lúa xuân, trồng thêm mới 1 ha cỏ voi, nâng tổng số diện tích trồng cỏ voi toàn xã lên 23,8 ha, tiếp nhận và giải quyết 912 thủ tục hành chính. Dự án xây phần tiếp tục thực hiện trên địa bàn, mang đến nguồn hưởng lợi lớn cho nhân dân, xã đạt 9 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo, triển khai tốt công tác bầu cử. Đến nay, xã đã tổ chức xong hiệp thương lần thứ 3 và niêm yết danh sách cử tri ở tất cả các xóm. Xã Dân Chủ kiến nghị tiếp tục hỗ trợ các nguồn lực triển khai các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng, phấn đấu đến năm 2023, xã Dân Chủ về đích nông thôn mới. Xã Ngũ Lão kiến nghị huyện quan tâm đề xuất với công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm nghiệp Cao Bằng, hợp đồng trồng rừng, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Tại xã Ngũ Lão, 3 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu về sản xuất nông nghiệp thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Trồng được 56,7 ha lúa xuân, đạt 103% kế hoạch, 3,2 ha rong giềng, đạt 106,6% kế hoạch. Tăng diện tích trồng quýt lên 5 ha, trồng bưởi diễn 5,13 ha, trồng rừng hơn 1.300 cây lâm nghiệp các loại. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, lập biên bản 2 trường hợp san gạt đất trái phép trên địa bàn. Xã đạt 7 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
đã giới thiệu 7 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, truyền Đảng chính thức cho 2 đồng chí. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư huyện ủy Hòa An đề nghị tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ hai xã Dân Chủ và Ngũ Lão tiếp tục đổi mới mạnh mẽ trong công tác lãnh chỉ đạo điều hành, kịp thời giải quyết vướng mắc, phân tích các chỉ tiêu chưa đạt, vận động nhân dân thực hiện các mô hình chăn nuôi trồng trọt như chăn nuôi bò vỗ béo, cây ăn quả. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, huy động các nguồn lực, phấn đấu năm 2023 xã Dân Chủ về đích nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phát triển kinh tế xã hội, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường nắm bắt dư luận, bám sát và phát hiện những vấn đề khó khăn trong sản xuất và đời sống của nhân dân, chủ động tháo gỡ, giải quyết kịp thời. Tuyên truyền vận động nhân dân tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo tỷ lệ đi bầu cử cao, bầu đủ số lượng đại biểu. Đoàn kiểm tra của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã có buổi làm việc với Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hạ Lang về tiến độ triển khai hội thi lần thứ 7 năm 2020-2021 trên địa bàn huyện. Đến nay, Ban tổ chức hội thi sáng tạo kỹ thuật huyện Hạ Lang đã ban hành kế hoạch tổ chức thể lệ hội thi và tổ chức phát động trong toàn huyện từ tháng 4 năm 2021, tổ chức tuyên truyền phổ biến đến nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn. Ban tổ chức hội thi đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo dõi công việc. Tuy nhiên, đến thời điểm này, huyện vẫn chưa nhận được sản phẩm, mô hình và giải pháp dự thi từ các tổ chức cá nhân. Đoàn công tác ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà huyện đạt được, đề nghị huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra đôn đốc các đơn vị hoàn thiện sản phẩm, mô hình, giải pháp gửi về ban tổ chức đúng thời gian quy định. Tập trung vào các đơn vị khối trường học, khối cán bộ, công nhân viên chức, kể cả nông dân và doanh nghiệp đóng trên địa bàn, phối hợp liên lạc giữa cơ quan thường trực và các ngành thành viên để triển khai, hỗ trợ đối tượng tham gia dự thi nhằm tìm ra những mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao trong thực tế, khích lệ tinh thần sáng tạo trong nhân dân. Ngày 16 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công ty Cổ phần Du lịch Cao Bằng tổ chức ngoại khóa tuyên truyền quảng bá du lịch Cao Bằng cho hơn 200 học sinh tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hà Quảng. Tại buổi ngoại khóa, các em học sinh nghe tuyên truyền giới thiệu về tiềm năng du lịch tỉnh Cao Bằng với 215 di tích văn hóa lịch sử được xếp hạng, 3 khu di tích quốc gia đặc biệt, trong đó có khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, huyện Hà Quảng và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước. Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng với diện tích trên 3.000 km2, với trên 130 điểm di sản địa chất độc đáo và có ý nghĩa giá trị quốc tế, được khai thác du lịch với 3 tuyến chính, gồm tuyến du lịch cụm phía Bắc, hành trình về nguồn cội, tập trung ở huyện Hòa An và Hà Quảng, tuyến du lịch cụm phía Tây, khám phá phiêu óc, vùng núi của những đổi thay ở huyện Nguyên Bình, với 16 điểm tham quan. Tuyến phía Đông trải nghiệm văn hóa bản địa ở xứ sở thần tiên, tập trung ở các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh và Hạ Lang. Buổi ngoại khóa góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ quản lý giáo viên, học sinh về tầm quan trọng của việc phát triển du lịch bền vững, giữ gìn và bảo tồn các di sản, nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, bảo vệ và khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, gắn phát triển du lịch với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về tiềm năng thế mạnh về du lịch tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền giáo dục truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước cho các em học sinh. Bám sát chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2021, Agribank Cao Bằng tiếp tục thực hiện các giải pháp huy động vốn, triển khai các chương trình cho vay thúc đẩy phát triển nền kinh tế, ưu tiên nguồn lực phục vụ nông nghiệp và nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Agribank Cao Bằng đạt 9.194,3 tỷ đồng, doanh số cho vay đạt 1.741 tỷ đồng, tăng 231 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái, doanh số thu nợ đạt 1.861 tỷ đồng, tăng 205 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Tổng dư nợ đạt trên 4.800 tỷ đồng, trong đó dư nợ phục vụ nông nghiệp nông thôn đạt 3.545 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,1% tổng dư nợ. Dư nợ cho vay tổ nhóm đạt 107 tỷ đồng, gồm 228 tổ với 1.332 thành viên. Dư nợ theo nghị quyết 30A của Chính phủ đạt 77 tỷ đồng. Phát hành 5.097 thẻ ATM, đến nay toàn hệ thống có 110.913 thẻ đang hoạt động giao dịch.
củng cố phát triển 28 máy rút tiền tự động ATM, doanh số thanh toán thẻ đạt 1.128 tỷ đồng, tăng 97 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thị phần thẻ chiếm 72% so với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh. Có 695 đơn vị trả lương qua tài khoản ngân hàng. Agribank Cao Bằng còn tập trung phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử như tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm, sản phẩm liên kết ngân hàng, bảo hiểm, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân vay vốn, bảo vệ tài chính an toàn. Thời gian tới, Agribank chi nhánh tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, chú trọng phát triển sản phẩm tiền gửi trực tuyến, chuyển đổi cơ cấu nguồn vốn huy động theo hướng tăng tỷ trọng nguồn vốn ổn định, chi phí thấp, giảm tỷ trọng nguồn vốn huy động chi phí cao, triển khai có hiệu quả các gói tín dụng để tăng trưởng dư nợ ngay từ đầu năm, tiếp tục bám sát chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, định hướng của Ngân hàng Nhà nước để tăng trưởng tín dụng, tập trung đầu tư vốn vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn, lĩnh vực ưu tiên. Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu, kiểm soát nợ số nợ phát sinh, tăng cường hợp tác đẩy mạnh triển khai các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ ngân hàng điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Cao Bằng và huyện Bảo Lạc vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại thành phố, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 2, thành phố đã lựa chọn và lập danh sách sơ bộ 58 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó có 35 nữ, 23 nam. Kết quả, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã phường phối hợp với Ủy ban Nhân dân cùng cấp tổ chức 118 hội nghị với 11.675 cử tri tham dự và có 476 ý kiến phát biểu nhận xét nơi cư trú đối với 642 ứng cử viên là đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri có 113 trên 118 hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Riêng đối với kết quả tín nhiệm của 58 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026, có 55 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ 100%, một ứng cử viên được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ đạt 98,82%, một ứng cử viên được tín nhiệm với tỷ lệ đạt 96,2% và một ứng cử viên được cử tri tín nhiệm với tỷ lệ là 67,2%. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã thảo luận thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất đối với 50 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 22, nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%. Tại huyện Bảo Lạc, đến ngày 9 tháng 4, các xã thị trấn có người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 59 người được giới thiệu ứng cử. Kết quả 59 trên 59 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân đều đạt tín nhiệm trên 50%, đủ điều kiện giới thiệu ứng cử, trong đó có 54 người đạt tín nhiệm 100%. Các đại biểu đã thảo luận nhất trí với báo cáo về kết quả lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đồng thời thảo luận và nhất trí thông qua danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026, đảm bảo đúng cơ cấu số lượng, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 52,7%, trẻ tuổi 52,7%, ngoài đảng 12,7%, tái cử 11%. Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 2, huyện Bảo Lâm có 57 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, 100% các xã thị trấn có người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 57 ứng cử. Kết quả có 48 trên 57 người có số phiếu tín nhiệm của cử tri đạt 100%, 5 trên 57 người có số phiếu tín nhiệm đạt trên 90%, 4 trên 57 người đạt trên 80%. Hội nghị đã nhất trí đưa ra khỏi danh sách 4 người được giới thiệu ứng cử, đồng thời biểu quyết thống nhất chốt danh sách 53 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 5, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bảo Lâm sẽ niêm yết công khai danh sách những người ứng cử
tại các điểm bầu cử và khu dân cư theo đúng thời gian quy định. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian qua, các địa phương trên toàn tỉnh đã tích cực tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức. Để tuyên truyền về cuộc bầu cử đạt hiệu quả, ngay từ đầu năm, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Cao Bằng đã xây dựng kế hoạch sản xuất tin bài dàn dựng thu thanh phát trên loa truyền thanh. Các nhân viên, phóng viên của trung tâm thường xuyên tăng ca, tăng giờ làm để sản xuất các chương trình phát thanh vừa phát trên hệ thống loa phát thanh và vừa cung cấp cho 11 xã phường nhằm tuyên truyền đến từng tổ xóm. Đến nay, trung tâm đã thực hiện được 120 tin bài trên hệ thống loa truyền thanh, 30 tin bài trên trang thông tin điện tử, triển khai treo trên 50 băng rôn tại các tuyến đường của thành phố. Về lĩnh vực truyền thông thì đã cải tiến lại trang web của mình và trong đó có xây dựng chuyên mục bầu cử, tiến tới bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, trong đó phản ánh các hoạt động bầu cử từ cấp xã phường cho đến cấp thành phố, đặc biệt là những cái hoạt động liên quan đến cái lộ trình mà Ủy ban bầu cử các cấp đã đề ra thì chúng tôi tuyên truyền đầy đủ. Ngoài ra thì cái lĩnh vực truyền thanh truyền thống thì chúng tôi sẽ sản xuất hết tất cả các file để cung cấp cho xã phường để làm sao mà tuyên truyền đến các tận tổ xóm. Là người dân ở phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, bà Vũ Thị Mai ngày nào cũng đi tập thể dục ở sân vườn hoa trung tâm thành phố. Bà chia sẻ, ngoài việc được rèn luyện để nâng cao sức khỏe thì bà con được nghe các chương trình rất hay của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố. Đặc biệt là nhiều thông tin về cuộc bầu cử bà được biết qua loa phát thanh. Chúng tôi cũng nắm rõ được những cái quy định về công tác bầu cử và những cái luật về công tác bầu cử. Thế và ở phường ấy, thì ở tổ tôi thì là tổ trưởng cũng như là bên phường đã họp toàn thể dân phố ở trong tổ và cũng tuyên truyền và làm cái công tác chuẩn bị cho bầu cử rất là tốt. Những ngày này trên khắp các cung đường, trung tâm công sở, cơ quan, đơn vị từ khu vực nông thôn đến thành thị đều được trang hoàng rực rỡ với những băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động, pano tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tạo không khí tưng bừng hướng về ngày hội lớn của toàn dân. Tại thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được tích cực triển khai. Thị trấn đã họp thường trực bốn bên và thống nhất xây dựng tuyên truyền và tổ chức họp giao ban, triển khai đến các tổ trưởng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử, qua đó nâng cao trách nhiệm vai trò của mỗi cử tri sáng suốt lựa chọn người đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho nguyện vọng, ý chí của nhân dân. Phối hợp tuyên truyền đến 24 xóm tổ dân phố, từ đó người dân thấy được ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, hưởng ứng tích cực làm tròn nghĩa vụ của mình trong công tác bầu cử. Cái công tác tuyên truyền phải nói là rất tốt. Qua các cái cuộc họp của dân cũng như là cuộc họp của chi bộ thì chúng tôi cũng được tuyên truyền về công tác bầu cử. Chúng tôi là người dân, chúng tôi sẽ gửi gắm lòng tin của người dân đối với người đại biểu Quốc hội. Công tác thông tin tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh hiện đang được các cấp các ngành địa phương từ tỉnh đến cơ sở triển khai tích cực. Nội dung tuyên truyền tập trung về hiến pháp, các chỉ thị, nghị quyết, thông chi của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử, đặc biệt là tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, các quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, về quyền bầu cử của công dân, về các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử của Mặt trận Tổ quốc các cấp. Các hình thức tuyên truyền được thực hiện khá đa dạng, phong phú, như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin cổ động, tổ chức các buổi tọa đàm, các hoạt động tuyên truyền miệng, tập huấn, bảo đảm kịp thời, rộng khắp, hiệu quả. Đối với lại tiểu ban chỉ đạo về thông tin tuyên truyền bầu cử của tỉnh đã có một cái kế hoạch để triển khai công tác tuyên truyền về công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thì trong đó thì cũng đã nêu rất rõ là và cụ thể về các nội dung về công tác tuyên truyền.
trong đó tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cái cuộc bầu cử Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cái thứ hai là tập trung tuyên truyền vào các cái quyền và nghĩa vụ của công dân đủ tuổi để tham gia bầu cử. Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ giúp cử tri thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu để lựa chọn bầu ra những đại biểu xứng đáng vào các cơ quan nhà nước cao nhất ở địa phương. Thưa quý vị và các bạn, chú trọng nâng cao thu nhập, chất lượng đời sống của người dân, thực hiện nhóm giải pháp về sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển cây trồng chủ lực chính là biện pháp hiệu quả, động lực quan trọng giúp xã vùng cao Huy Giáp, huyện Bảo Lạc hoàn thành và về đích xã nông thôn mới. Con đường bê tông phẳng phiu dẫn đến xã Huy Giáp, những người dân ở đây phấn khởi hơn bao giờ hết. Họ được đi trên những con đường bê tông trải dài, cùng nhau kéo đường điện đưa ánh sáng đến khắp các bản làng vùng cao. Cũng cảm ơn bên nhà nước đầu tư các đường dây, có nhà nước đầu tư cho thì cũng vui rồi, rất vui rồi. Huy Giáp là xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lạc, cách trung tâm huyện 42 km. Với diện tích tự nhiên 7.675,84 ha, có 9 xóm với 719 hộ dân, 3.927 nhân khẩu. Gồm 5 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Giao chiếm 68% tổng dân số toàn xã. Với vị trí địa lý, núi non hiểm trở, dân cư không tập trung, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Đảng bộ, chính quyền xã Huy Giáp xác định đây là cuộc vận động lớn mang ý nghĩa chính trị sâu rộng trên tất cả lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Xã Huy Giáp là xã vùng sâu vùng xa, xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Bảo Lạc, thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, hiến ngày công lao động để thực hiện các tiêu chí như là tiêu chí làm đường giao thông nông thôn, tiêu chí xây dựng văn hóa và tiêu chí về vệ sinh môi trường. Để giúp các hộ dân, nhất là hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, phát triển mô hình kinh tế mới, chuyển đổi cơ cấu cây trồng hiệu quả, cấp ủy chính quyền xã một mặt đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, mặt khác cán bộ phải là người đi tiên phong trong thực hiện xây dựng nông thôn mới và cán bộ trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc các loại cây trồng đúng kỹ thuật. Qua đó, nhân dân các dân tộc trên địa bàn hiểu được chính mình là chủ thể, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ trong thực hiện chương trình. Từ đó, nhân dân đồng lòng quyết tâm xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, như học hỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi. Có khí hậu đất đai, thổ nhưỡng, có nhiều lợi thế để phát triển cây trúc xào. Những năm gần đây, xã Huy Giáp đã và đang tập trung phát triển và mở rộng diện tích cây trúc, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ diện tích 650 ha năm 2011, đến nay cả xã Huy Giáp trồng được trên 1.052 ha trúc xào. Trung bình mỗi năm bán hàng nghìn xe trúc với tổng giá trị đạt trên 78,9 tỷ đồng. Mỗi hộ trồng trúc có thu nhập trung bình từ vài chục triệu đồng đến gần 300 triệu đồng một lần khai thác. Xác định được cây trồng chủ lực, xã chú trọng phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đã tạo nên những chuyển biến tích cực, làm thay đổi về nhận thức, tư duy và cách làm trong từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là nông dân thi đua sản xuất giỏi, phát triển kinh tế. Trong giai đoạn 2016-2020, tổng huy động nguồn lực trong nhân dân xã Huy Giáp đóng góp được 1 tỷ 610 triệu đồng trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến 721.950 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, vận động nhân dân đóng góp 6.950 ngày công lao động. Cùng với đó, nguồn nỗ lực vốn nhà nước đầu tư 107.691 triệu đồng. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hiệu quả.
chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm chỉ đạo và có chuyển biến tích cực. Bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 5%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong toàn xã giảm xuống còn 8%. Các trang trại chăn nuôi lợn đen thương phẩm được duy trì và phát triển thường xuyên ở các xóm Bản Ngà, Lũng Pán. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36,3 triệu đồng một người một năm, góp phần hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, thì Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định công nhận xã Huy Giáp về đích nông thôn mới. Đây là thể hiện được một cái kết quả nỗ lực phấn đấu của toàn đảng bộ và nhân dân huyện Bảo Lạc nói chung và đảng bộ và nhân dân xã Huy Giáp nói riêng trong giai đoạn 2010-2020. Với cái điều kiện huyện Bảo Lạc là một huyện nghèo, vùng sâu vùng xa, điều kiện rất là khó khăn so với nhiều huyện bạn. Vì vậy để đạt được cái mục tiêu đưa xã Huy Giáp về đích nông thôn mới cũng là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu rất nhiều, và chúng tôi cũng phải huy động rất là nhiều nguồn lực, nguồn lực xã hội hóa, rồi nguồn lực ngân sách nhà nước hỗ trợ, rồi các sự nỗ lực cố gắng của người dân. Đến Huy Giáp, trong không khí rộn ràng chuẩn bị không khí đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thêm tin tưởng với những cố gắng nỗ lực trong lãnh đạo nhân dân thực hiện phát triển sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, diện mạo nông thôn mới ở vùng cao huyện Bảo Lạc ngày một khởi sắc, đời sống của đồng bào dân tộc từng bước được cải thiện, nâng cao. Tại trường tiểu học thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khai mạc kỳ thi Olympic môn toán tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh năm học 2020-2021. Tham gia kỳ thi có 21 thí sinh thi đến từ 10 trường tiểu học trên địa bàn huyện. Đây là những học sinh xuất sắc vượt qua các vòng loại cấp huyện để đến với kỳ thi cấp tỉnh. Buổi sáng các em thi môn tiếng Việt, buổi chiều thi môn toán, thời gian làm bài mỗi môn 90 phút. Kỳ thi Olympic bậc tiểu học là hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện cho học sinh thể hiện khả năng vận dụng tư duy sáng tạo về môn toán, tiếng Việt, nâng cao kiến thức trong chương trình, qua đó phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, học sinh có năng khiếu cấp tiểu học, thúc đẩy phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, phong trào giữ vở sạch, chữ đẹp trong các nhà trường. Tại kỳ thi Olympic toán tiếng Việt lớp 5 cấp tỉnh năm học 2020-2021 vừa khai mạc, huyện Thạch An có 18 học sinh đến từ các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các em sẽ tham gia thi viết môn toán và môn tiếng Việt. Thời gian làm bài là 90 phút. Đây là những học sinh xuất sắc đã được các trường lựa chọn thông qua kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện có đủ điều kiện dự thi theo quy định. Kỳ thi Olympic toán tiếng Việt lớp 5 là một hoạt động diễn ra thường xuyên hàng năm, là sân chơi trí tuệ bổ ích nhằm phát hiện tài năng, động viên khuyến khích các em tích cực vươn lên, phát huy năng lực sáng tạo để đạt được thành tích cao trong học tập, đồng thời thúc đẩy đổi mới phương pháp giảng dạy trong nhà trường nhằm đào tạo nhân tài, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp giáo dục và đào tạo hiện nay của đất nước. Thưa quý vị và các bạn, cùng với chương trình giảng dạy theo quy định của ngành giáo dục, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường tương tác giữa lãnh đạo nhà trường với phụ huynh và học sinh. Qua đó cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin của ngành, nhà trường đến phụ huynh và học sinh. Ghi nhận tại trường tiểu học Sông Hiến 2, thành phố Cao Bằng. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh, giúp ban giám hiệu nhà trường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn và đề xuất của học sinh, trường tiểu học Sông Hiến 2 đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo nhà trường với các em học sinh khối lớp 4, 5. Ban lãnh đạo nhà trường đã giải đáp 23 ý kiến của các em học sinh và phụ huynh học sinh. Đây chính là cơ hội để các em học sinh bày tỏ mong muốn, nguyện vọng của mình về công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, điều kiện cơ sở vật chất, xây dựng trường học, các phòng học chức năng, công tác đảm bảo vệ sinh trường học, các trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học, các món thực đơn trong bữa ăn bán trú, công tác phòng chống dịch COVID-19. Ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao những ý kiến của học sinh, giải đáp, định hướng những vướng mắc, những vấn đề học sinh đã và đang quan tâm, tạo điều kiện cho học sinh học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo thông tin hai chiều giữa học sinh với lãnh đạo nhà trường, theo nguyên tắc dân chủ.
Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, mang tính xây dựng, các cô đã chia sẻ chân thành cũng như tư vấn phụ huynh, học sinh thủ tục hồ sơ và thủ tục nhập học trường trung học cơ sở đối với học sinh khối lớp 5. Trong cái buổi đối thoại hôm nay thì nó có 3 cái nội dung chính. Thứ nhất là về đối với phụ huynh thì sẽ được nghe giải đáp những cái thắc mắc của phụ huynh và cũng để nhà trường được lắng nghe những cái ý kiến của phụ huynh. Và đối với học sinh thì học sinh cũng được nói lên những cái tâm tư nguyện vọng của mình để làm sao là để nhà trường giải đáp những cái thắc mắc của học sinh. Còn đối với nhà trường thì được lắng nghe những ý kiến thắc mắc của phụ huynh học sinh trong một năm học vừa qua. Chính vì trong cái buổi giao lưu đối thoại hôm nay tôi thấy rất là có cái ý nghĩa, có tầm quan trọng mà rất là mong cái thời gian tới thì là có cho nhà trường lại tiếp tục có những cái buổi đối thoại tiếp theo để làm sao những giữa nhà trường với phụ huynh học sinh và cũng như là các em học sinh được nói lên cái tâm tư nguyện vọng của mình và những cái giải đáp thắc mắc để tránh những cái việc nhỏ lại xé ra to đối với nhà trường và phụ huynh học sinh. Kết luận buổi đối thoại, cô hiệu trưởng nhà trường mong muốn các thầy cô giáo nhà trường và các em học sinh tạo môi trường học tập phát huy tính dân chủ, mạnh dạn, tự tin. Ngoài việc lắng nghe những tâm tư của hơn 160 em học sinh khối lớp 4 và 5, ban giám hiệu nhà trường còn giải đáp những thắc mắc của các bậc phụ huynh trong học tập, khẩu phần ăn bán trú tại trường. Các bậc phụ huynh đã được trực tiếp đến khảo sát bếp ăn của nhà trường. Buổi đối thoại đã diễn ra với không khí thoải mái, cởi mở, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ phía phụ huynh học sinh đối với nhiều vấn đề về chuyên môn và các hoạt động xã hội hóa, làm tăng hiệu quả quản lý và chất lượng giảng dạy và học tập. Nhân dịp Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam, ngày 18 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Bằng đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho người khuyết tật tại 11 phường xã. Tại các gia đình, lãnh đạo thành phố đã gửi lời thăm hỏi tình hình sức khỏe, tặng mỗi gia đình một phần quà trị giá 500.000 đồng, động viên người khuyết tật nỗ lực sống lạc quan, vui vẻ, vượt qua khó khăn để hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, bên cạnh triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ bảo trợ xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy trách nhiệm của các cấp các ngành và toàn xã hội trong việc chăm lo đời sống của người khuyết tật, hỗ trợ phương tiện làm ăn, giới thiệu việc làm, tạo cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, hòa nhập. Nhân kỷ niệm Ngày Người Khuyết Tật Việt Nam 18 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chuyển tặng 66 phần quà với tổng trị giá 33 triệu đồng cho các đối tượng người khuyết tật trên địa bàn 11 phường xã. Liên hiệp Phụ nữ huyện Nguyên Bình vừa ra mắt mô hình sản xuất miến rong tại tổ dân phố 3, thị trấn Tĩnh Túc. Mô hình sản xuất miến rong được thành lập gồm có 7 thành viên trên tinh thần tự nguyện và hợp tác tương trợ lẫn nhau, tạo việc làm bình đẳng và dân chủ trong quản lý. Mỗi thành viên được hỗ trợ vay vốn từ 14 đến 15 triệu đồng với tổng kinh phí 100 triệu đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng với hình thức vay trong thời hạn 24 tháng, lãi suất 0,55% một tháng. Với sự hình thành và đi vào hoạt động của mô hình, sản xuất miến rong sẽ tạo việc làm, tăng thu nhập cho các gia đình, giải quyết việc làm tại chỗ, giúp nhau phát triển kinh tế có sức cạnh tranh trên thị trường, tiến tới hình thành thương hiệu miến rong mỏ thiết Tịnh Túc. Trường Tiểu học thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021. Trong khuôn khổ Ngày Hội Đọc Sách, nhà trường đã tổ chức các hoạt động như trải nghiệm trình diễn trang phục dân tộc, thi kể chuyện theo sách hoặc hùng biện giới thiệu sách hay, thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ nhằm thực hiện tốt phong trào trường em làm theo lời Bác, thi trưng bày sách giữa các lớp trong nhà trường để các em trải nghiệm đọc sách. Các hoạt động được tổ chức nhân Ngày Sách Việt Nam, huyện Bảo Lâm lần thứ 8 nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh giá trị sách và người tham gia sưu tầm, nghiên cứu, sáng tác, lưu giữ và quảng bá sách. Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hưng, huyện Quảng Hòa vừa khánh thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xóm Nà Thắm, Nà Chào. Công trình có diện tích hơn 2.000 m², có sức chứa khoảng 200 chỗ ngồi, sân rộng đủ để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của bà con. Sau 9 tháng triển khai thi công xây dựng, công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng trong niềm vui hân hoan của nhân dân trên địa bàn hai xóm. Qua đó đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và hội họp của nhân dân hai xóm. Nhân dịp này, xóm Nà Thắm, Nà Chào đã ra mắt câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Các tổ chức cá nhân đã trao tặng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà văn hóa phục vụ các hoạt động của nhân dân hai xóm.
Ngày 15 tháng 4, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng, huyện Quảng Hòa phát hiện bắt giữ 440 kg trân châu do Trung Quốc sản xuất. Đối tượng vận chuyển là Đỗ Thị Thúy, trú tại tổ dân phố Tân Thịnh, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa. Số trân châu trên trị giá 20 triệu đồng. Qua kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ liên quan, chưa được kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi làm các thủ tục, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng đã phạt hành chính 4 triệu đồng và tịch thu số hàng trên để đưa đi tiêu hủy theo quy định. Trân châu là loại thực phẩm dùng để chế biến đồ uống như trà sữa trân châu. Tuy nhiên, người sử dụng rất khó để phân biệt đâu là hàng chất lượng và hàng không chất lượng. Đặc biệt, những năm gần đây, mặt hàng này được tư thương mua vận chuyển từ bên kia biên giới về Việt Nam bán kiếm lời, nhưng tất cả đều không rõ nguồn gốc. Vì vậy, người tiêu dùng thường xuyên sử dụng loại trà sữa trân châu cần cảnh giác về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước đó, Chi cục Hải quan Tà Lùng cũng đã bắt thu giữ một vụ với 4 kg pháo vận chuyển pháo trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Chi cục đã xử phạt hành chính 7 triệu đồng đối với đối tượng vi phạm. Thông tin thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.